hiện tại có một số phim do bản quyền nên bọn mình không thể up ở nền tảng YouTube. Chính vì thế bọn mình đã hợp tác với Bilibili. Các bạn có thể tải app và tìm kiếm AL Anime ở trên đó. Chúng ta sẽ có nhiều video hơn để xem, kể cả những video cũ đã bị xóa do bản quyền. Cảm ơn mọi người đã xem phần thông báo này nha. Bye bye. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Dính vô bộ này không biết là tụi mình phải làm bao nhiêu video nữa mới hết phim đây. Tuy nhiên cũng là một hành trình khi theo dõi chặng đường của hai cô bé mồ côi muốn trở thành ma pháp vương đời tiếp theo. Hãy cùng theo dõi lại hành trình này cùng AL nhé. Tập 1. Tại ngôi làng Hager hẻo lánh, trước cửa nhà thờ trung tâm của ngôi làng này, tiếng khóc của hai đứa trẻ sơ sinh cất lên nao nức. Đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra với cha xứ của nhà thờ này. Mọi đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ chúng đem đến trước nhà thờ và bỏ mặc tại đó. Với tình thương vô bờ bến của cha xứ, những đứa trẻ bị bỏ lại nhà thờ đều được cha nhận nuôi và chăm sóc, chúng như những đứa con của ông vậy. Lần này cha nhận hai đứa trẻ cùng một lúc, một đứa thì hiền lành và ngoan ngoãn tên là Juno, đứa còn lại thì nghịch ngợm và hoạt bát tên là Astar. Với tình yêu thương vô bờ bến của cha đã cho hai đứa trẻ này một mái nhà. 15 năm sau, hai đứa trẻ ngày nào đã lớn, cậu nhóc Astar vẫn tinh nghịch như ngày nào. Astar là một cậu bé năng nổ, nhiệt huyết với ước mơ là một ngày nào đó sẽ trở thành ma pháp vương và cưới Sir Lily về làm vợ. Đàn ông không nhục chí, Astar này còn quỳ lạy năn nỉ phải cưới cho được Sir Lily. Tuy nhiên đòi cưới một ma sơ là một chuyện mơ mộng hão huyền mà chỉ có Astar này mới dám nghĩ đến mà thôi. Kết quả là mỗi lần năn nỉ là bị Sir Lily dùng ma pháp của mình dần cho một trận như tử. Khác với Astar, cậu bé hiền lành Juno ngày nào đã dạy thì thành công, vẻ ngoài cao ráo đẹp trai, lạnh lùng khiến cho biết bao chị em phải say đắm khác xa với Astar lùng tịch, không biết thân phận và hơn hết là không biết điều. Ở thế giới này, ma pháp là thứ thiết yếu, mọi người đều dùng được ma thuật nhưng chỉ riêng Astar là ngoại lệ. Đã đến từng tuổi này mà cậu chẳng có tí ma pháp nào trong người cả, cậu còn thua xa cả một đứa con nít. Astar luôn xem Juno là đối thủ của mình, tuy nhiên khác với Astar, Juno lại có khả năng sử dụng ma thuật rất tốt. Cậu là hy vọng của nhà thờ, với khả năng như vậy trở thành ma pháp kỵ sĩ phục vụ cho ma pháp vương không phải là hy vọng hão huyền. Còn Astar thì mong muốn một ngày nào đó sẽ trở thành ma pháp vương để có thể cưới Sir Lily, nhưng trong người lại có chút ma pháp nào cả. Tất cả chỉ là mơ mộng viễn vông. Nhưng cũng chưa phải là kết thúc đối với Astar, một lễ thu nhận sắp diễn ra ở làng. Những ai đủ 15 tuổi sẽ nhận được cho mình một cuốn sách ma pháp riêng. Nếu Astar có thể nhận được một cuốn thì có lẽ cậu sẽ có một tí cơ hội. Astar và Juno rất thân thiết với nhau, nhưng thời gian gần đây Sir Lily nhận ra rằng Juno đang dần mất kết nối với Astar. Có lẽ cũng phải, ở một cái thế giới mà ma thuật là thứ đánh giá con người, mà Astar lại là một người chẳng có tí ma thuật nào nên là việc Juno mất dần kết nối với Astar cũng là chuyện đương nhiên. Juno từng rất hay khóc, nhưng một ngày trong quá khứ cậu đưa Astar mình đầy thương tích trở về nhà. Kể từ đó Juno không bao giờ khóc nữa, và cũng kể từ đó Astar cũng trở nên với bộ dạng lấm lem đầy bùn đất. Thì ra Astar đã tự luyện tập một mình nên là người cậu lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Cậu đã luyện tập thể chất để bù đắp cho việc mình không có ma thuật. Astar là một cậu nhóc kiên cường, dù có việc gì cậu cũng không từ bỏ nên là việc không có ma thuật cũng không phải là một điều gì khó khăn với cậu. Mỗi năm một lần, vào tháng 3 và mùa hoa bồ công anh bay trong không khí, tất cả thanh niên 15 tuổi khắp vương quốc Clover sẽ tụ tập về để tham gia lễ thu nhận ma pháp, một sự kiện mà có thể tăng pháp lực cho họ. Các quyển sách ma pháp sẽ lựa chọn người nào phù hợp để làm chủ nhân của nó. Astar rất phấn khích vì sau khi cậu nhận sách thì có thể sử dụng ma thuật. Ở thế giới mà ma pháp là thứ đánh giá con người, tưởng chừng là một thế giới công bằng và hạnh phúc nhưng không. Thế giới này sặc mùi phân biệt giai cấp, những kẻ thuộc dòng dõi quý tộc và hoàng gia sẽ được ưu ái hơn, ngược lại những người mồ côi tầng lớp nông dân như Juno và Astar đi đến đâu cũng bị khinh thường. Đối với Astar, một người không có ma lực như cậu, họ coi cậu không khác gì là cặn bã. Thời khắc trao sách ma thuật cho những người đã đủ 15 tuổi cũng đã bắt đầu. Ở vùng mà Juno và Astar sống chưa có ai từng trở thành ma pháp kỵ sĩ nên việc trở thành ma pháp vương là một thứ xa vời. Trưởng tháp ma pháp đã bắt đầu phân phát sách cho mọi người. Cuốn sách có những hình dạng khác nhau lựa chọn người phù hợp với nó nhất. Ai cũng đã sở hữu cuốn sách ma thuật cho riêng mình, nhưng Astar, một người mong đợi cuốn sách nhất lại không được cuốn sách nào chọn. Mọi ánh mắt khinh bỉ và những chàng cười đều hướng về phía cậu. Nhưng rồi có thứ bất ngờ hơn đã khiến họ không chú ý đến Astar nữa. Cuốn sách cỏ bốn lá huyền thoại của ma pháp vương đầu tiên đã xuất hiện, và người được nó lựa chọn chính là Juno. Tháp ma pháp dường như tan vỡ, mọi người hô hào, cuối cùng thì ở vùng hẻo lánh cũng có một pháp sư có triển vọng. Astar vẫn không nhục chí khi người bạn thân của mình sở hữu cuốn sách huyền thoại. Cậu nói rằng cậu sẽ nhanh chóng đuổi kịp Juno. Nhưng với sự lạnh lùng vốn có của mình, một câu nói của Juno đã đâm vào tim của cậu bé Astar, đó chính là cậu không thể. Dù buồn rầu vì không có cuốn sách nào chọn mình nhưng cậu vẫn giữ ý chí là sẽ trở thành ma pháp vương. Cậu nói rằng vận mệnh đừng mà có coi thường, một ngày nào đó cậu sẽ cho Juno bản thân của mình phải chịu thua. Hai tên thuộc dòng dõi quý tộc tức giận vì một tên thường dân như Juno lại sở hữu cuốn sách cỏ bốn lá, lại còn chiếm hết hào quang của chúng nên là một tên trong chúng quyết định tìm Juno để trả thù. Hắn đã tấn công Juno bằng một ngọn lửa cực to nhưng không cần tới ma pháp, Juno cũng dư sức chặn đòn tấn công của hắn. Các sợi dây xích bất ngờ xuất hiện trong các bức tường và tấn công tên vô lại kia và chó hắn lại.
Thì ra là một tên pháp sư điên khùng từng thuộc ma đoàn pháp kỳ sĩ. Hắn đã từng nổi tiếng, nhưng từ khi bị đuổi, hắn chỉ là một tên trộm cắp. Và mục đích hắn xuất hiện ở đây chính là cướp cuốn sách cỏ 4 lá từ tay của Juno. Khi hắn định tước đoạt thì Asta từ đâu xuất hiện một cách không còn tí liêm sĩ nào luôn. Dù Juno không công nhận Asta, nhưng Asta không hề ghét người bạn của mình. Cậu luôn xuất hiện để cứu cánh Juno. Cậu liền tấn công tên trộm cắp hòng đoạt lại cuốn sách của Juno, nhưng sức mạnh thể chất của cậu thì không thể nào đấu lại ma pháp. Asta chỉ cầm cự được trong ít phút và rồi bị tên trộm cắp đánh cho ba má nhận không ra luôn. Hắn nói rằng sợi xích của hắn khi chạm vào người khác sẽ cảm nhận được pháp lực từ người của họ, nhưng ở Asta, hắn ta chẳng cảm thấy gì. Lời nói của hắn ta như những lưỡi dao ghim vào tim của cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy mình vô dụng, yếu đuối. Cậu dần chấp nhận sự thật. Nhưng khi cậu định từ bỏ thì Juno đã lên tiếng bảo vệ cậu. Juno nói rằng ông ta không nên xem thường Asta, vì cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cậu ta là một người lì lợm như vậy đó. Juno xem cậu ta là đối thủ của cậu, nên lúc nào Juno cũng nghiêm túc và lạnh lùng với Asta. Và Juno tin rằng cậu sẽ thắng tên trộm cắp bẩn thỉu này. Trong một khoảnh khắc, Asta thức tỉnh một cuốn sách ma thuật từ đâu xuất hiện. Từ trong quyển sách xuất hiện một thanh gươm. Cỏ ba lá tượng trưng cho sự chính trực, hy vọng và tình yêu. Lá thứ tư tượng trưng cho sự may mắn và lá thứ năm tượng trưng cho quỷ dữ. Cuốn sách ma thuật của Juno có biểu tượng 4 cánh, còn của Asta thì có 5 cánh. Tên trộm cắp hoảng sợ khi thấy Asta tỏa ra sát khí của một con quỷ dữ. Tập 2. 10 năm trước, khi mà Juno chỉ còn là một cậu bé mít ướt hay nhõng nhẽo, Asta đã nói rằng cậu sẽ bảo vệ Juno cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Khi cả hai được Sir Lily đọc cho một cuốn truyện kể về ma pháp vương đã tiêu diệt quái vật và đem lại yên bình cho vương quốc, cả hai ánh mắt rạng ngời và mong muốn rằng một ngày nào đó mình sẽ được như vậy. Từ nhỏ, cái ý nghĩ trở thành ma pháp vương để cưới Sir Lily đã ăn sâu vào não của thằng Asta rồi. Nên là lúc nào nó cũng lẻo đẻo theo Sir mà để cầu hôn hết trơn á. Khác hẳn với Asta, Juno thì hiền lành dễ mến, lại còn hay khóc nhè. Có một lần cha xứ đã nhờ Juno một việc, đó là đem bức thư đến cho làng bên và xin cấp lương thực. Vì cha không thể tin tưởng cái thằng Asta vô liêm sỉ đụng việc gì hư việc đấy, nên là Juno được cha xứ tin tưởng hơn. Ngoài trời tuyết đã rơi lạnh giá, Juno cũng có đến được làng bên, nhưng mà vì sợi dây chuyền mà Juno đeo trên cổ khiến cho một tên say xỉn gần đó thấy được và nảy sinh ý định tước đoạt nó. Sau khi Juno đưa xong bức thư và quay trở về, thì tên say xỉn đã nấp gần đó và mai phục cậu bé Juno tội nghiệp. Hắn ta dần cho Juno một trận như tử và cướp đoạt lấy sợi dây chuyền. Juno lúc ấy chỉ là một cậu bé nhút nhát, nên cậu chỉ biết đứng đó và cầu xin hắn trả lại vật mà bố mẹ cậu đã để lại. Vì cậu chỉ là một cậu bé nên là cầu xin hay chống cự với hắn cũng vô ích. Tưởng rằng sẽ mất sợi dây chuyền, thì Asta từ đâu xuất hiện và tấn công tên say xỉn vô liêm sỉ này. Asta liên tục lao vào hắn và bị hắn đánh cho bầm dập, nhưng cậu chưa bao giờ bỏ cuộc. Mỗi lần cậu bị hắn đánh ra xa thì cậu lại tiếp tục quay lại tấn công hắn nhằm lấy sợi dây chuyền cho người bạn thân của mình. Vì Asta quá lì lợm nên tên say xỉn không còn cách nào khác, chỉ còn cách bỏ cuộc và để lại sợi dây chuyền cho Juno. Còn Asta sau khi bị đánh bầm dập thì cậu gục lăn ra đất. Trở lại với hiện tại, tên trộm sách của Juno đang hoảng sợ vì Asta bỗng dưng lại triệu hồi được cuốn sách ma thuật của mình. Hắn điên cuồng tấn công Asta bằng sợi dây xích của hắn, nhưng cậu chỉ cần vung gươm, ma pháp của tên trộm cắp đã bị xóa bỏ. Cậu dùng sức mạnh thể chất của mình lướt tới hắn và chạm, tên trộm đã bị đánh bại. Juno lại được Asta cứu một lần nữa. Đêm của 10 năm trước lại xuất hiện trong suy nghĩ của Juno về một người bạn luôn nói rằng sẽ bảo vệ cậu. Sau lần đó, cậu đã hứa với bản thân là sẽ không khóc một lần nào nữa, và cả hai đã cùng hứa sẽ trở thành ma pháp vương, nên sẽ trở thành đối thủ của nhau. Chính vì vậy mà Juno luôn tin tưởng Asta. Cậu lạnh lùng vì cậu tôn trọng người bạn cũng như là đối thủ của mình. Mặc dù chung ước mơ là trở thành ma pháp vương, nhưng mục đích của cả hai là đem lại hạnh phúc cho mọi người, cho nhà thờ, cho những đứa trẻ mồ côi, cả cha xứ và Sir Lily nữa. Chỉ khác bọn có chút xíu là Asta nó muốn cưới Sir Lily làm vợ mà thôi. Tập 3. Vương quốc Clover từng xảy ra một biến cố. Một con ác quỷ đã tấn công và tàn phá vương quốc này khiến loài người gần như diệt vong. Tuy nhiên, một vị pháp sư đã đến và cứu lấy vương quốc này. Trên tay vị pháp sư này là cuốn sách ma thuật cỏ 4 lá. Với sức mạnh của mình, ông ta đã tiêu diệt được con quỷ dữ. Ông ta được tôn là ma pháp vương và từ đó trở thành một huyền thoại. Thời gian cứ trôi đi và hiện tại danh hiệu ma pháp vương đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Ở bất kỳ thời đại nào, ma pháp vương cũng sẽ bảo vệ vương quốc này. Ma pháp kỵ sĩ đoàn là tên gọi chung của chính đội kỵ sĩ dưới trướng ma pháp vương và là những con người đã trở thành một đội chiến đấu đặc biệt. Mọi thần dân ở vương quốc này đều mong ước trở thành ma pháp vương và ma pháp kỵ sĩ. Sau khi cả Juno và Asta nhận được sách ma thuật của mình, cả hai đã lao đầu vào luyện tập để chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn ma pháp kỵ sĩ sắp tới. Với Asta thì cậu không có ma pháp mà chỉ sử dụng mỗi thanh kiếm của mình, nên cậu chú trọng việc rèn luyện thể chất. Còn Juno cũng không lơ là cậu luyện tập thứ mà cậu giỏi nhất chính là ma pháp. Cả hai luyện tập rất chăm chỉ vì không muốn thua đối thủ của mình. Trưởng tháp ma thuật làng của Juno và Asta rất kỳ vọng vào cả hai sẽ đậu thi tuyển ma pháp kỵ sĩ. Tuy nhiên, cha xứ vẫn còn nghi ngờ khả năng của Asta. Ông cho rằng với Juno thì đó là việc bình thường, nhưng với Asta là việc không thể nào. Nhưng trưởng tháp đã bảo rằng Asta rất muốn tham gia nên ông ta đã để cho Asta tham gia. Thật ra cha xứ vì sợ cô đơn, nếu Asta đi đến vương đô rồi rời xa nhà thờ,
Ngoài mặt thì ông vẫn không coi trọng Asta, nhưng tình yêu thương của ông đối với cậu bé tinh nghịch ngày nào đó là vô bờ bến. Trưởng tháp nói rằng cuốn sách ma thuật mà Asta nhận được trên mặt cuốn sách là có 5 lá, biểu tượng cho vương quốc Clover. Ông ngạc nhiên khi Asta lại sở hữu cuốn sách như vậy. Còn về việc Juno và Asta, vì cả hai đã công nhận đối thủ của nhau nên họ tranh đua nhau rõ rệt. Ngay cả việc luyện tập, thậm chí chạy đua xem ai về nhà trước. Bất kỳ thứ gì cả hai cũng đều xem ai là người giỏi hơn. Snart cũng là một trong những đứa trẻ bị bỏ rơi tại nhà thờ. Vì đến sau nên cậu là em trai của Juno và Asta. Ngoài mặt cậu luôn tâng bốc Juno và chế giễu Asta là một kẻ ngốc vì Asta không có ma thuật. Khi nghe Asta sẽ lên đường thi tuyển vào kỳ thi tuyển chọn ma pháp kỵ sĩ, cậu nói rằng Asta không thể làm điều này. Cậu cho rằng vì địa vị của mọi người ở đây thấp kém nên không bao giờ được chọn. Nhưng đứng trước sự kiên cường của Asta, trong lòng Nas lại ánh lên một sự ngưỡng mộ và một tia hy vọng. Ngay lên đường đến vương đô cũng đã đến. Cả hai cậu bé mồ côi đến từ một nhà thờ hẻo lánh phương xa có ghi tên mình vào lịch sử hay không? Nas nói rằng nếu như Asta có thể vào được đội ma pháp kỵ sĩ thì cậu sẽ tin rằng những người thấp hèn cũng có cơ hội làm những việc mà mình thích. Và Asta sẽ là người chứng minh cho cậu thấy điều đó mặc dù cậu không tin tưởng vào Asta mấy. Sir Lily cảm thấy vui vì hai đứa em nhỏ của mình cuối cùng cũng trưởng thành, nhưng mà thằng kia thì hơi có vấn đề một chút. Thằng nào thì các bạn cũng biết rồi đó. Và thế là cả hai đã lên đường. Vì làng Hyger nằm rất xa nên là cả hai phải lên đường từ rất sớm. Cả hai lại tiếp tục tranh nhau giành chiến thắng xem ai là người tới vương đô trước. Hai thằng cùng điên này chạy đua hết lần này tới lần khác, vượt qua bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu khó khăn, nhưng nhờ tương tự vào nhau. Và ngày cuối cùng hai người bạn thân cũng đã đến được vương đô, ló dạng từ xa. Vương đô của vương quốc Clover, nơi ma pháp vương đang ngự trị, ngọn lửa nhiệt huyết trong hai chàng trai trẻ đã bùng nổ. Tập 4. Cả hai cũng đặt chân tới vương đô của vương quốc Clover. Tại nơi đây có thể chứng kiến con người sử dụng ma thuật ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ việc gì. Không chỉ có ma thuật mà còn có vô số đồ ăn kỳ lạ khiến cho Asta lát cả mắt. Tất cả mọi người từ khắp vương quốc đã tề tụ ở đây với mong ước có thể đậu vào một trong 9 đội kỵ sĩ dưới trướng ma pháp vương. Ai cũng rất háo hức. Mọi người xếp hàng dài để lấy số báo danh của mình thông qua quyển sách mà mình đã sở hữu. Mọi ánh mắt kinh ngạc đều hướng về phía Juno khi trong tay cậu là cuốn sách có 4 lá huyền thoại. Còn cuốn sách của Asta thì ai cũng chê là ve chai. Trong quảng trường xuất hiện một bầy chim đánh giá. Chúng rất hay mổ vào những ai có pháp lực kém. Với Juno, xung quanh cậu chẳng có lấy một con chim bao vây khiến cho ai cũng ngưỡng mộ. Còn thằng Asta thì các bạn cũng đoán ra rồi đó, bị trở thành một cái tổ chim di động biết nói. Trong lúc bị lũ chim đuổi theo và mổ thì cậu vô tình va phải một anh chàng lực lưỡng với vẻ mặt bất cần đời, đầy chết chóc. Vừa gặp đã đòi hóa kiếp cho thằng Asta tội nghiệp này. Asta cố tỏ ra vẻ thân thiện và vỗ vai anh chàng có vẻ mặt đáng sợ kia và nói chuyện như hai người bạn. Đến khi cậu nhận ra đó là đoàn trưởng Jamie Sukehiro của Hắc Ngu Đoàn. Thôi, coi như cuộc đời này bỏ. Nhưng mà nhờ có tiếng pháo hoa báo hiệu cuộc thi bắt đầu nên là Jamie đã tha chết cho cậu. Một anh chàng lạ mặt tên là Sake đã đến và chào hỏi Asta. Các đoàn trưởng cũng đã xuất hiện, trong đó đoàn trưởng của đoàn ma pháp kỵ sĩ mạnh nhất là kim sắc nhật xuất đoàn William. Cuối cùng là người đã đụng độ với Asta, thần hủy diệt Jamie Sukehiro, đoàn trưởng của đoàn Hắc Ngu. Mọi người đồn đại rằng mỗi đoàn trưởng đều có sức mạnh ngang ngửa với 100 pháp sư cộng lại và một trong số họ sẽ là người trở thành ma pháp vương tiếp theo. Và William là người sẽ phụ trách cuộc thi lần này. Anh ta chỉ cần một phép biến hóa nhỏ để có thể tạo ra một cây cổ thụ ngàn năm và ban chổi bay cho các thí sinh. Và đây cũng là người được đánh giá có khả năng cao sẽ trở thành ma pháp vương đời kế tiếp. Cuộc thi cũng đã bắt đầu và thí sinh sẽ thể hiện khả năng của mình cho chính đoàn trưởng thấy. Và cuối cùng, một trong số họ sẽ lựa chọn ai sẽ trở thành ma pháp kỵ sĩ và về với đoàn nào. Vì không có ma pháp nên là mọi bài kiểm tra của Asta đều thất bại. Nhưng Sake, người mà Asta đã gặp ở quảng trường luôn động viên Asta. Khác với Asta thì Juno lại thành thục tất cả ma pháp trong bài thi này. Cậu khiến cho các thí sinh cũng phải trầm trồ. Bài kiểm tra cuối cùng cũng đã đến, hai người một cặp thi đấu với nhau và được phép sử dụng đến sách ma pháp của mình. Cuối cùng cũng có đất diễn cho thằng tăng động kia rồi các bạn, cứ để cho nó rớt thì buồn lắm. Vì không tìm được ai giao đấu nên là Sake đã ngỏ lời muốn đấu với Asta. Thì ra từ nãy giờ Sake thân thiện và tốt bụng với Asta vì chỉ muốn dụ Asta vào chồng. Sake lựa chọn một người không có năng lực như Asta để giao đấu, thì khả năng cao hắn ta sẽ được lựa chọn cao hơn. Một tên vô liêm sỉ, hắn ta không còn giữ thái độ thân thiện mà thay vào đó là thái độ coi thường Asta. Sata ngay lập tức triển khai ma thuật của mình đồng thanh ma pháp, khiến cho hắn ta vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ. Nhưng vì Sake đã khiến cho Asta tức giận, cậu lướt đến và dùng thanh kiếm của mình One Hit hạ gục luôn tên Sake. Mọi người trong đấu trường kinh ngạc vì một tên như Asta lại có thể đánh bại được Sake. Nhưng Juno thì chỉ nhếch miệng cười, cậu tin tưởng rằng Asta dư sức hạ gục tên hèn hạ đó. Tập 5. Đoàn tấn công One Hit của Asta đã được một vài trưởng đoàn để ý tới. William, trưởng đoàn kim sắc nhật xuất đoàn, mập mờ nhận ra cuốn sách ma thuật mà Asta đang nắm giữ. Mặc dù đã đánh bại được đối thủ nhưng những người xung quanh vẫn cho Asta là thằng mơ mộng hão huyền mà lại đòi làm ma pháp vương à. Nhưng cậu chẳng quan tâm, một khi cậu đã muốn làm điều gì thì cậu sẽ làm cho tới cùng. Các trận đấu tiếp theo cũng đã bắt đầu. Chứng kiến những người có pháp lực mạnh như vậy làm cho Asta tràn đầy hứng thú.
Một kẻ có tên là Salim thuộc gia đình quý tộc đã thách đấu với Juno vì hắn ta coi thường một kẻ nhà quê như Juno lại mà sở hữu được cuốn sách cỏ bốn lá. Juno không nói không rằng để chứng minh thực lực của mình, cậu ra sàn đấu để đánh bại hắn ta. Hắn ta sử dụng phép thuật tối thượng kêu gọi là lôi thần trỗi dậy tạo ra một quả cầu sấm sét to chà bá khiến mọi người phải miệng chữ O mồm chữ A. Nhưng vẻ mặt của Juno chả có tí gì là sợ cậu ta cả. Juno sử dụng ma pháp tạo ra một cơn lốc xoáy cực mạnh chặn đòn tấn công của Salim và cuốn bay hắn vào không trung. Salim bị đánh bại kèm theo tiếng hoan hô của mọi người bên ngoài sàn đấu. Ngay cả những đoàn trưởng cũng đã hướng sự chú ý đến cậu. Các bài thi đã kết thúc, các đoàn trưởng bắt đầu lựa chọn các thí sinh của mình. Đoàn trưởng nào muốn nhận thí sinh sẽ giơ tay. Nếu thí sinh được nhiều đoàn trưởng cùng giơ tay thì người đó sẽ được quyền tự do chọn lựa nơi mà mình sẽ thuộc về. Nếu không được đoàn nào nhận thì thí sinh đó bị loại và phải trở về vào cuộc thi năm sau. Các số thứ tự được lần lượt vang lên. Người được chọn thì ít mà người xách ba lô về thì nhiều không sợ. Thời khắc căng thẳng cũng đã đến. Lượt của Juno mọi người đều bất ngờ vì tất cả các đoàn trưởng đều giơ tay và muốn cậu ta về với đoàn của mình. Một tài năng như Juno tất nhiên họ không thể bỏ qua được rồi. Ngay cả đoàn như Kim Sắc Nhật Xuất Đoàn và Ngân Ưng Đoàn chỉ nhận hoàng gia và quý tộc cũng mong muốn một kẻ đến từ ngôi làng hẻo lánh như cậu gia nhập. Vì để chọn được con đường thuận lợi nhất trở thành ma pháp vương, Juno đã chọn Kim Sắc Nhật Xuất Đoàn, đoàn kỵ sĩ mạnh nhất hiện nay. Asta rất ngưỡng mộ Juno nhưng sau đó thì cũng đến lượt cậu. Tất cả phần thi cậu đều trượt, chỉ duy nhất phần thi đối kháng cuối cùng chẳng để lại ấn tượng gì nhiều nên đây là thời khắc căng thẳng nhất của Asta. Tất cả đoàn trưởng đều không giơ tay vì chẳng ai muốn nhận một người không có pháp lực trong cái thế giới pháp lực là thứ quyết định tất cả. Jeremy Sukehiro đã đứng dậy và bộc phát ra lượt ma pháp cực lớn khiến cho cả quán trường chìm trong áp lực của sức mạnh phát ra từ trưởng đoàn Hắc Ngu. Anh ta nói rằng nếu muốn trở thành ma pháp vương, cậu sẽ phải vượt qua không chỉ một mà chín đoàn trưởng. Một kẻ không có pháp lực như cậu đứng trước sức mạnh của một đoàn trưởng, liệu cậu có muốn trở thành ma pháp vương nữa không? Asta hiểu rõ điều đó, nhưng với một tên ngoan cố như cậu thì có dọa dẫm cách mấy đi nữa thì câu trả lời cũng chỉ có một. Dù không được chọn, cậu vẫn sẽ làm tất cả để trở thành ma pháp vương, không cần biết sẽ phải vượt qua bao nhiêu người. Jeremy đã ngừng tỏa ra pháp lực của mình và nở một nụ cười và nói rằng Asta hãy gia nhập Hắc Ngu đoàn. Vì Jeremy thấy cậu rất thú vị nên là anh ta không cho phép cậu từ chối. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán và bất ngờ. Ngay cả Asta cũng kinh ngạc khi mà đây là cơ hội cậu không thể nào vượt mất được nên là cậu đã đồng ý ngay. Juno cũng đã mỉm cười cho rằng anh ta xứng đáng là đối thủ của cậu. Cuộc tuyển chọn đã kết thúc. Những người thất bại năm nay đành phải chờ thêm một năm nữa để quay lại thử sức. Và Juno thuộc Kim Sắc Nhật Xuất Đoàn, Asta thuộc Hắc Ngu đoàn. Từ nay cả hai chính thức trở thành đối thủ của nhau. Bỗng nhiên Tào Tháo tìm đến cái thằng nhóc Asta này do nó ăn rắn xào chua ngọt. Trong khi giải quyết vấn đề cấp bách của quốc gia tại nhà xí thì Sake đã bị Asta đánh bại cây cú nên là quay lại phục kích. Hắn ta thả một con kỳ nhông mang độc dược để tấn công Asta. Nhưng từ đâu lại xuất hiện thêm một con đại bàng gió tiêu diệt con kỳ nhông độc dược ấy. Và người đó không ai khác chính là Juno. Juno bảo với Sake rằng nếu không chạy trốn thì sẽ không tha cho hắn. Dù hắn có cố gắng cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng phải là đối thủ của Asta. Giải quyết chuyện đại sự xong, hai người hai lối lên đường thực hiện mục tiêu mà mình mong ước bao lâu nay. Khi trở ra thì Asta chạm mặt đoàn trưởng của mình với vẻ mặt cáu gắt vì dám bắt anh ta đợi. Mọi người cho rằng cái đoàn Hắc Ngu là cái đoàn tạp nham nhất quậy phá nhiều hơn làm việc. Rõ ràng nhìn đoàn trưởng tấu hề như vậy thì các thành viên của đoàn cũng chẳng ai là bình thường cho lắm. Asta được diện kiến căn cứ của Hắc Ngu đoàn, một lâu đài sập sệ nhưng đối với Asta đó là những gì tuyệt vời nhất. Cậu nhanh chóng tiến vào nhưng lại bị một ngọn lửa kỳ lạ tấn công kèm theo lời chào mừng đã đến với đoàn kỵ sĩ tệ nhất. Tập 6. Bước vào trong pháo đài của Hắc Ngu đoàn là một mớ hỗn độn, các thành viên với tính cách kỳ dị khác nhau. Người thì nhậu bét nhè, người thì đánh nhau y xèo, người thì chỉ biết ăn và ăn, thằng thì chỉ biết ngắm em gái mình rồi chảy máu mũi tạo nên một mớ hỗn độn. Asta được giao nhập với cái đoàn này giống như là cá gặp nước, diều gặp gió vậy. Asta đã giới thiệu bản thân của mình nhưng chả ai thèm quan tâm cậu cả. Khi mọi người biết đoàn trưởng đang có mặt tại đó, tất cả đều ngưng công việc của mình ngay lập tức và lao về phía anh ta. Jamie dù là một tên trông sọc sạch nhưng mà rất được đoàn viên của mình coi trọng. Chỉ cần Jamie gằn giọng là tất cả đoàn viên của anh ta như những chú cún ngoan hiền bên cạnh chủ vậy. Jamie đã yêu cầu giới thiệu các thành viên của đoàn cho Asta biết và người đầu tiên chính là Gordon, một anh chàng kỳ dị ít nói nhưng là người tốt. Vanessa, một cô gái suốt ngày chỉ mặc bikini và thích uống rượu, sở hữu tâm hồn vô cực và cũng là người tốt. Bà ngay lập tức quyến rũ tấm chiếu chưa trải đời như Asta, nhưng trong lòng nó thì chỉ có mỗi sơ Lily, nhưng mà ngoài mặt thì máu mũi sọc ra không ngừng. Dối lòng như vậy là không tốt nha mày. Lúc là một cậu bé lúc nào cũng thích đến nhau. Roger, một người rất cuồng em gái của mình, có phần hơi đáng sợ nhưng cũng tốt nốt. Ray miệng lúc nào cũng thở ra khói. Charmy thì sở thích ăn uống không ngừng. Magna thì phá phách. Và cuối cùng là Finbro, thích cô gái. Trưởng đoàn Jamie đã yêu cầu một thành viên huấn luyện cho Asta trước khi gia nhập đoàn. Người đảm nhận việc này là Magna Luman, một tên có độ ồn màu không kém gì Asta cả. Để có được chiếc áo choàng của Hắc Ngu thì Asta phải vượt qua thử thách mà Magna đề ra trước sự chứng kiến của các thành viên trong đoàn. Nhưng có vẻ mọi người không quan tâm lắm. Những thử thách đầu tiên chỉ là gập bụng và chống đẩy đơn giản. Việc này thì quá dễ với thằng Asta rồi. Việc tiếp theo là đập đầu vào một tảng đá, nhưng vẫn còn một thử thách cuối cùng đó là chặn đứng được đòn tấn công của Magna.
Ngay lập tức Asta rút kiếm ra từ quyển sách của cậu. Lần này thì tất cả thành viên đã bắt đầu chú ý đến Asta. Magna tung ra vô số cầu lửa nhưng mà Asta dễ dàng né tránh được hết. Magna quyết định dùng đòn quyết định để thử thách Asta. Bạo sát viên ma cầu ném một quả cầu lửa cực nhanh đến phía cậu nhóc tội nghiệp chưa trả đời. Từ trước giờ do quá trình luyện tập của cậu đã tạo ra cho Asta một khả năng phản xạ để có thể phản ứng được và đáp trả. Nhưng lần này loại ma pháp mà Magna đang sử dụng quá nhanh để cậu có thể xử lý. Kể cả có cắt xuyên qua thì sức mạnh của đòn tấn công cũng không tiêu biến hoàn toàn và làm cậu bị thương. Tuy nhiên cậu vẫn chưa bỏ cuộc, chỉ nhớ cơ bắp từ việc luyện tập đã giúp cho Asta một nỗ lực cuối cùng. Chính quyết tâm này đã tạo ra hướng giải quyết cho cậu. Asta dùng thanh kiếm của mình và phản đòn của Magna thành công. Magna đã suýt tí chết vì đòn phản công đó của Asta. Tất cả thành viên lần này đã thực sự chào đón Asta và thích thú cậu nhóc ồn ào này. Cuối cùng Asta cũng đã trở thành đoàn viên chính thức của Hắc Ngưu Đoàn. Một thành viên mới khác đứng từ xa và quan sát Asta và cho cậu chỉ là đồ sâu bọ, một cô gái đầy kiêu ngạo. Tập 7. Cả Asta và Yuno đều đã nhận cho mình những căn phòng riêng. Căn phòng mà Asta nhận được có vẻ sập sệ hơn nhiều so với căn phòng sang trọng mà Yuno nhận được. Tuy nhiên họ không quan tâm nhiều gì đến căn phòng. Việc đầu tiên mà cả hai làm đó chính là gửi thư về cho gia đình nhỏ của mình ở nhà thờ. Cuộc hành trình của hai người họ giờ đây cũng đã bắt đầu với tư cách là một thành viên của kỵ sĩ đoàn. Một buổi sớm, Sir Lily đã nhận được thư của cả hai người em của mình từ vương đô xa xôi. Mọi người rất vui mừng vì Yuno đã làm rạng danh ngôi làng của họ. Cha xứ chuẩn bị đi thông báo cho mọi người biết tin mừng này và chuẩn bị đón Asta thất bại trở về để an ủi cậu. Nhưng khi biết rằng Asta cũng đã đậu, mọi người còn bất ngờ hơn cả tin Yuno. Nat cuối cùng cũng đã có hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành một thành viên của kỵ sĩ đoàn và hy vọng ấy từ người anh không hề có pháp lực trao cho cậu. Sáng hôm sau, Asta thức dậy và thấy chiếc áo choàng hắc ngu của cậu trên bàn. Cậu biết rằng đây không phải là giấc mơ và chính là sự thật. Cậu vui mừng không xiết. Khi ra ngoài, cậu đã đập phải mặt vào một cây cột gần đó. Magna xuất hiện và nói cho cậu biết rằng vì kiến trúc của căn cứ thay đổi mỗi ngày nên là cậu cũng quen với việc này. Magna sẽ là người phụ trách dẫn thằng em Asta đi tham quan căn cứ của mình. Asta và Magna có tính cách khá giống nhau, không biết có phải là anh em trai thất lạc gì với nhau hay không. Magna dẫn Asta tham quan khắp lâu đài của Hắc Ngưu và từ nhà ăn cho đến phòng tắm, cả nơi bắt giam quái vật sở thích kỳ dị của trưởng đoàn gia mình nữa. Magna, nãy giờ đọc lộn là Magna. Magna đã giao cho Asta nhiệm vụ quan trọng, từ nay cậu sẽ thay anh ta cho đám quái vật ấy ăn. Không phải là làm biến chúng tránh trách nhiệm hả cha? Cho đám quái vật này ăn không phải là chuyện dễ dàng gì vì lần nào nó cũng ăn luôn cái người mà cho nó ăn. Hai anh em trông rất vui vẻ và quậy phá khắp lâu đài cho đến khi chạm mặt một cô gái có vẻ mặt lạnh lùng. Biết được rằng cô ta cũng là thành viên mới như Asta đã chào hỏi nhưng mà vì cô ta rất kiêu ngạo, vì mình thuộc dòng dõi hoàng gia và là em gái của đoàn trưởng Ngân Ưng Đoàn, nên là cô ta không coi Magna và Asta ra gì, thậm chí còn vứt luôn chiếc áo choàng mà Asta chiến đấu đến cuối cùng mới giành được. Trong một lần đi lạc ra ngoài khu rừng, Asta bị tấn công bởi chiêu thức của cô gái kiêu ngạo đó. Tò mò đến gần thì ra cô ấy không thể kiểm soát được pháp lực của mình nên đòn tấn công của cô không bao giờ đi trúng mục tiêu cả. Chính vì vậy mà những người thân của cô xem thường và sỉ nhục cô. Ngay cả anh trai của mình cũng không công nhận cô nên đã đẩy cô đến kỵ sĩ đoàn tồi tệ Hắc Ngưu. Khi thấy Asta gần đó chứng kiến cô, đã hiểu lầm Asta sẽ sỉ nhục cô như những người thân của mình, nên đó cô đã lâm vào trạng thái mất kiểm soát tạo ra một quả cầu nước khổng lồ trên không và giam cầm cô. Mọi người ở Hắc Ngưu Đoàn đã biết chuyện nhưng không thể nào phá hủy mà không làm cô gái đó bị thương được, nên họ đã hết cách. Người duy nhất có thể phá hủy nó chính là Asta và thanh kiếm của cậu. Trưởng đoàn đã giao cho cậu hãy phá hủy thứ đó và nhanh chóng cậu đã xử lý được và cứu cô gái kiêu ngạo. Tưởng chừng rằng cô lại bị mọi người sỉ nhục nhưng không. Cả Asta và mọi người đều chào đón cô một cách công bằng khiến cô hạnh phúc. Cô giới thiệu mình là Nobly và chấp nhận mình là thành viên mới của Hắc Ngưu Đoàn. Tập 8. Asta cuối cùng cũng đã nhận được các nhiệm vụ của Hắc Ngưu Đoàn giao cho với thân phận là một ma pháp kỵ sĩ. Asta được giao cho giặt quần áo, cho thú cưng ăn bao gồm ăn luôn cả cái đầu của cậu và gọi đoàn trưởng dậy mỗi sáng. Nhưng cha già này chẳng bao giờ chịu dậy lại làm hăm dọa giết Asta nếu còn làm phiền, mặc dù đây là nhiệm vụ mà đoàn trưởng đã giao cho Asta. Đòi lại làm ma pháp kỵ sĩ là phải làm được những điều yêu cầu vô lý này. Ngày thường thì các ma pháp kỵ sĩ chẳng làm gì nhiều ngoài việc ở trong căn cứ và giải trí, khiến cho Rolly và Asta nghi ngờ về việc làm ma pháp kỵ sĩ. Đột nhiên đoàn trưởng Jamie xuất hiện và phái Magna đi thực hiện một nhiệm vụ tối mật. Vì là thành viên chưa có kinh nghiệm nên Asta không được phép đi theo. Cả Magna và đoàn trưởng Jamie trông có vẻ nghiêm trọng khi thực hiện nhiệm vụ này. Khuôn mặt căng thẳng của Jamie và Magna hiện lên, một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn cho bọn họ. Cuối cùng họ cũng tiêu đời và bị một ông già đánh bại trong một ván bài. Nhiệm vụ đặc biệt nghiêm trọng của hai cha nội này đây nè trời, đánh bài và bị lột sạch tiền lẫn quần áo. Jamie quyết định đánh cược cuốn sách ma thuật của mình cho ván bài quyết định nhưng ông già không đồng ý. Ông chỉ đề nghị Hắc Ngưu Đoàn thực hiện một yêu cầu của ông và kết quả thì ai cũng biết. Jamie và Magna thua sạch và còn phải khỏa thân về nhà. Vì đã thua nên Jamie phải thực hiện yêu cầu của mình, đó chính là đến tiêu diệt bọn heo rừng đang phá làng của họ. Nhưng người nào làm người đó chịu, sao lại bắt tụi nhỏ mới gia nhập đi dọn dẹp rồi kêu đó là một nhiệm vụ trời. Trưởng đoàn thế thì ối rồi ơi.
Vì không yên tâm nên là Magana đã quyết định đi theo và giám sát hai thành viên mới. Nhưng mà hai ông bả đều không sử dụng được chỗ bay nên là Magana phải tống cả ba trên chiếc chổi Racing Boy của mình gọi là Cuồng Phong. Khi đang tống bà vì sợ ngã nên là Asta đã vô tình ôm eo cô công chúa kiêu ngạo Nobly, kết quả là ăn một quả thọc xương làm cho thằng nhỏ tí nữa thì đi gặp ông bà ở số vàng luôn. Một đám người lạ mặt xuất hiện ở một ngôi làng và sử dụng băng thuật để làm đóng băng lũ heo rừng hung dữ, tạo nên một kết giới bao quanh ngôi làng. Tập 9. Lũ heo rừng khổng lồ đã gây khó khăn cho Asta và khiến cậu bầm dập hết cả người. Nobly cũng giúp cậu một tay nhưng vì không kiểm soát được pháp lực nên là thay vì tấn công heo rừng thì cô ta tấn công luôn cả Asta. Magana thì chỉ đến để chứng kiến hậu bối của mình ăn hành. Đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như chóa. Tuy nhiên nhờ thể chất nên là Asta sau một hồi vật lộn cũng đã đánh bại được đám heo rừng thành công. Việc còn lại là tiến đến ngôi làng Soshi gặp trưởng làng Seihi bàn giao chiến lợi phẩm. Magana là một người quen của trưởng làng này. Anh ta kể rằng hồi còn là một thằng trẻ trâu, anh ta đã đến ngôi làng của Seihi với mục đích châm chiếm ngôi làng này. Tuy nhiên ông già Seihi xuất hiện và hết lần này đến lần khác cho Magana ăn hành trừ cơm. Từ đó ngày nào cậu cũng đến tìm ông già để quyết đấu, nhưng kết quả chỉ là toàn thua. Seihi đã dạy cho Magana trở thành một người đàn ông thực thụ. Ông ta cũng đã gợi ý cho Magana tham gia vào ma pháp kỵ sĩ đoàn và động viên anh vì đó là ước mơ dang dở của ông, nên là Seihi đã gửi gắm ước mơ của mình vào Magana. Ông ấy thường đến Vương Đô để kiếm tiền về san sẻ cho dân làng tại đây, nhưng thật ra là ông ấy đến thăm cậu nhóc Magana ngổ ngáo năm nào kèm theo luộc 6 tháng lương của cậu. Magana rất quý trọng ông ấy và khao khát một ngày nào đó mình là được như ông ấy. Đột nhiên anh dừng lại vì phía trước là một ngôi làng bị một kết giới sương mù bao phủ. Anh nhận ra có chuyện không hay. Magana đã nhờ Asta với thanh kiếm có thể cắt đứt ma thuật của mình phá đi kết giới sương mù ấy. Còn anh là người dẫn đường. Tới trung tâm của ngôi làng, cả ba người họ chứng kiến người dân đều tập trung ở đây với khuôn mặt hoảng sợ và trước mặt là những kẻ xấu đang muốn hành hình họ. Magana đã dùng viêm cầu của mình để chặn đường những tảng băng ấy. Rồi cậu phát hiện ông Seihi đã bị những kẻ xấu giết vì đã đứng ra bảo vệ dân làng. Magana và Nobly cảm nhận được nguồn pháp lực rất mạnh từ tên người xấu đó, nhưng hắn đã ngay lập tức bắn một tảng băng khổng lồ về phía ba người họ. Vì đã cạn pháp lực nên là Magana không thể làm gì trong trường hợp này, nhưng Asta đã nhanh chóng tiến lên và cắt đôi tảng băng ấy. Asta tức giận vì những kẻ này coi người dân như là rác rưởi, cậu lập tức tiến lên và cắt phăng bằng màn sương mù ảo ảnh của những kẻ này. Hắn ta nhận ra thanh kiếm của Asta có thể cắt được ma thuật nên là hắn không cho Asta có cơ hội đến gần mình. Cậu nói rằng cậu sẽ bảo vệ hết tất cả dân làng ở đây, nhưng hắn ta không hề để cậu dễ dàng làm điều đó. Hắn tạo nên những tảng băng liên tục và hút cạn sức lực của Asta nếu là cậu cứ tiếp tục chống đỡ. Cả Magana cũng đã hết pháp lực. Nobly thì không thể kiểm soát được pháp lực nên cô cảm thấy mình đã ngán chân Magana và Asta. Thoáng chốc cô có ý nghĩ bỏ trốn và bỏ mặc những người dân đây vì cô có thân phận hoàng gia, sao có thể vì người dân hèn hạ mà bỏ mạng. Tuy nhiên một cô bé đã cầu xin Nobly hãy bảo vệ cho họ. Lúc này cô không muốn trốn chạy nữa. Quyển sách của cô xuất hiện một câu thần chú mới và cô đã tạo nên một kết giới cực mạnh để bảo vệ tất cả người dân ở đó. Cô tự giới thiệu mình là thành viên của Hắc Ngô Đoàn và cô sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Tập 10. Kết giới của Nobly rất mạnh khiến cho các tảng băng của tên người xấu không thể xuyên qua. Magana nhận ra rằng Nobly có thể kiểm soát được pháp lực của mình nếu cô quyết tâm làm một việc gì đó. Trong lúc đó có một con quái thú khác cũng đã chờ cơ hội để cắn cổ con mồi. Asta từ trong kết giới cầm kiếm và lao thẳng ra khiến tên băng tộc bất ngờ thanh kiếm của cậu đã đâm trúng hắn và khiến hắn hộc máu, nhưng hắn ta tạo ra một lớp băng khiến cho Asta mất cân bằng nên đòn tấn công của cậu không còn đủ mạnh để có thể hạ gục hắn. Ngay lập tức hắn phản công và đâm trúng Asta khiến cậu gục ngã. Hắn đã tiến về phía kết giới và làm đóng băng kết giới của Nobly chỉ trong phút chốc và sẽ phá vỡ được kết giới này. Nhưng rồi Asta lại đứng dậy và tấn công hắn, nhưng một lần nữa cậu lại bị ngăn chặn. Hết lần này tới lần khác Asta rất lì lợm, tuy nhiên cậu không đủ sức mạnh để hạ gục hắn. Khi thấy Asta cũng cố gắng, Magana liền nhớ về quá khứ cách mà anh trở thành một ma pháp kỵ sĩ. Anh tiến ra khỏi kết giới và dùng hết pháp lực của mình cho lần cuối cùng này. Đòn tấn công mạnh nhất được Magana tung ra, nhưng tên băng tộc đã chặn đứng được. Nhưng tất cả chỉ là mồi nhử của Magana. Asta hiểu ý tiền bối của mình, cậu đã đợi sẵn ở nơi mà quả cầu lửa đến và đánh trả lại vào đám người băng tộc. Trong lúc định đóng băng ngọn lửa của Magana thì Asta lại một lần nữa xuất hiện và ra đòn kết liễu của mình. Lần này cậu đã chiến thắng. Magana đã dùng hỏa xích của mình chói đám người này lại, nhưng trong một lúc mất tập trung thì một tên đã trốn thoát được. Vừa chiến thắng thì Asta lăn đùng ra, nhưng mà nó lăn đùng ra ngủ chứ không có gì đâu. Thằng này nó là quái vật mà. Mọi người trong làng đã đến và cảm ơn cả ba người họ vì đã đến cứu dân làng khỏi sự diệt vong. Lần đầu tiên được coi trọng, Nobly bề ngoài thì vẫn chảnh chóa nhưng mà thật sự thì trong lòng cô rất vui. Một chú chim Nero xuất hiện từ trong người Asta và bay đi mất. Có lẽ giờ đây nó đã công nhận cậu là một ma pháp kỵ sĩ mạnh mẽ. Nhưng rồi nó cảm nhận được ma thuật của một viên bảo thạch kỳ lạ và bay đến nơi đó. Magana đã trói cả ba tên băng tộc còn lại về cho hội đồng xử lý, nhưng chúng đã sử dụng ma thuật để tự vẫn nhằm không để lộ tung tích của chủ nhân mình. Asta rất tức giận vì kẻ đứng sau chuyện này không xem mạng người ra gì. Mọi người đã xây cho ông Seihi một ngôi mộ trên đồi nhằm biết ơn ông những gì ông đã làm được cho ngôi làng này. Một cô bé bảo rằng ông là một người tuyệt vời, giấc mơ trở thành ma pháp kỵ sĩ của ông đã trao cho một người tên là Magana, và giờ đây người đó đang đứng trước mặt cậu bé.
Cậu nói rằng một ngày nào đó cũng sẽ trở thành ma pháp kỳ sĩ. Cả ba đều trả lời chắc chắn là cậu nhóc sẽ làm được và Asta sẽ đợi cô bé. Đột nhiên con Nero lại quay lại và mổ vào đầu của Asta. Cậu bé nhận ra viên bảo thạch mà nó ngậm trên miệng, nhưng vì cậu đã cứu làng nên là viên bảo thạch đó coi như là món quà tặng Asta. Nolly cũng dần hòa hợp với mọi người hơn. Hoàng hôn buông xuống, mọi người đều cười vui vẻ bên nhau. Vậy là đã hết 10 tập đầu của season 1 của bộ phim Black Clover. Vẫn còn rất là nhiều, nhưng là các bạn hãy cho tụi mình thêm thời gian để làm thêm những video lần sau của series này nhé. Tạm biệt mọi người, bye bye. Hey, để nhận thông báo video mới của tụi mình nhanh nhất, các bạn hãy ủng hộ bọn mình bằng cách trên điện thoại nhấn subscribe, nhấn vào cái chuông bên cạnh, chọn tất cả. Trên máy tính cũng nhấn subscribe, chọn cái chuông và chọn tất cả. Thế là xong. Vậy là các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình đăng video mới. Xin cảm ơn mọi người.